Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách ghi âm cuộc gọi trên điện thoại Oppo. Tính năng này thì nó đặc biệt cần thiết với những cái bạn nào mà thường xuyên phải sử dụng điện thoại để phục vụ cho công việc, như là chúng ta làm những cái công việc như là giao hàng hoặc là bất kỳ một cái công việc nào liên quan đến cái việc là chúng ta cần phải nghe gọi điện thoại nhiều, chúng ta cần ghi âm cuộc gọi lại đối với khách hàng thì chúng ta sẽ cần thiết sử dụng đến tính năng này. Và trên điện thoại Oppo, tính năng ghi âm cuộc gọi nhiều lựa chọn để sử dụng. Để sử dụng được tính năng ghi âm cuộc gọi trên những cái dòng máy điện thoại Oppo, đầu tiên các bạn sẽ mở phần cuộc gọi trên điện thoại lên. Và trong phần cuộc gọi, các bạn bấm vào phần ba dấu chấm ở đây. Các bạn chọn là phần là cài đặt. Ở trong phần cài đặt này, nó sẽ có cái mục là ghi âm cuộc gọi. Đối với điện thoại Oppo thì chúng ta có nhiều tính năng ghi âm cuộc gọi như là ghi âm số được chỉ định. Các bạn sẽ chọn một số điện thoại hoặc là nhiều số điện thoại mà các bạn muốn ghi âm cuộc gọi. Thì khi mà chúng ta sử dụng tính năng này thì các bạn không cần phải ghi âm tất cả những cuộc gọi có mặt ở trên điện thoại. Chúng ta sẽ ghi âm những cái số điện thoại mà chúng ta lưu sẵn trong danh bạ, hoặc đơn giản là chúng ta sẽ nhập một cái số điện thoại mà chúng ta muốn ghi âm cuộc gọi vào, và những cái số khác thì điện thoại của chúng ta nó sẽ không thực hiện việc ghi âm cuộc gọi. Như vậy thì nó sẽ tránh cho cái việc là điện thoại của chúng ta nó sẽ bị nhanh đầy bộ nhớ, cũng như là chúng ta sẽ ghi âm những cuộc gọi không cần thiết với những cái số điện thoại mà chúng ta không muốn ghi âm cuộc gọi. Thì với tính năng này, các bạn sẽ vào phần danh bạ. Ở đây, các bạn sẽ chọn một số điện thoại hoặc là nhiều số điện thoại mà các bạn muốn ghi âm cuộc gọi. Các bạn chỉ cần tích vào. Sau đó các bạn chọn là phần xong. Khi các bạn chọn như thế này thì chỉ những cái số điện thoại mà các bạn đã chọn thì nó sẽ tự động ghi âm cuộc gọi mỗi khi các bạn thực hiện nghe gọi đến cái số điện thoại này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là bấm vào phần dấu cộng để nhập thêm những cái số vào. Các bạn có thể là vào phần cuộc gọi, phần lịch sử cuộc gọi để thêm những cái số mà các bạn muốn ghi âm cuộc gọi vào với tính năng này. Thứ hai là các bạn có thể là ghi âm những số không xác định. Các bạn biết là thời gian gần đây thì sẽ có rất nhiều những cuộc gọi từ những cái số điện thoại rác, từ những cái số điện thoại quảng cáo lừa đảo. Thì các bạn muốn ghi âm lại những cái số không xác định, những số mà các bạn chưa lưu vào trong danh bạ để có thể là làm căn cứ xác định khi mà các bạn bị lừa đảo trong một cái số điện thoại nào đó, thì các bạn kích hoạt cái phần này lên. Thì mỗi khi mà điện thoại các bạn có những cái số điện thoại không xác định, như là những cái số các bạn chưa lưu vào trong danh bạ, những cái số điện thoại ảo, những cái số điện thoại mà giả danh lừa đảo, thì điện thoại các bạn nó sẽ tự động nó ghi âm toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện. Thì như vậy thì các bạn sẽ có cái bằng chứng sau này, nếu như mà xảy ra cái vấn đề là bị lừa đảo hoặc là kiện tụng gì đó, thì các bạn có thể là sử dụng những cái cuộc ghi âm này để làm bằng chứng. Tiếp theo thì các bạn nếu như mà chúng ta muốn ghi âm tất cả những cuộc gọi có mặt trên điện thoại, thì các bạn kích hoạt cái phần là ghi âm tất cả cuộc gọi này lên. Thì trong cái phần là ghi âm tất cả cuộc gọi thì điện thoại các bạn nó sẽ tự động nó ghi âm tất cả những cuộc gọi đến và đi từ những cái số không xác định, những cái số các bạn chưa lưu ở trong danh bạ, những số các bạn đã lưu và những cái số điện thoại quảng cáo hoặc là spam thì nó sẽ tự động ghi âm hết lại. Và cái phần là số bạn ghi này thì các bạn có thể là lựa chọn như là 1.000 bạn, 2.000 hoặc là các bạn lựa chọn là không giới hạn. Và sau khi mà các bạn thực hiện những cái cuộc gọi mà đã ghi âm thì các bạn vào cái phần là xem bản ghi âm cuộc gọi. Ở đây nó sẽ hiển thị tất cả những cái bản ghi âm mà các bạn đã thực hiện được. Bây giờ thì mình sẽ thử gọi một cuộc điện thoại để xem là cái phần ghi âm cuộc gọi này nó hoạt động như thế nào. Sau khi mà điện thoại của mình có chuông, mình sẽ nhấn vào phần chấp nhận cuộc gọi để nghe. Lúc này thì mình vuốt lên. Alo, alo. Khi mà mình thực hiện việc nói chuyện như thế này thì điện thoại của mình nó sẽ thực hiện cái việc là ghi âm cuộc gọi lại. Và các bạn thấy là khi mà cuộc trò chuyện đã được thực hiện thì cái phần ghi âm và cái số giây nó được chạy như thế này. Và khi nào các bạn nhấn vào phần kết thúc cuộc gọi thì cái nội dung ghi âm nó sẽ được tự động lưu vào trong bản lưu. Các bạn muốn xem lại, chúng ta chỉ cần mở cuộc gọi lên. Chọn là phần ba dấu chấm, chọn tiếp vào phần cài đặt. Ở đây các bạn chọn là phần là ghi âm cuộc gọi và các bạn chọn là phần là xem bản ghi âm. Lúc này bản ghi âm của các bạn đã được lưu vào trong phần là bản ghi âm cuộc gọi. Nó sẽ có đầy đủ là thời gian cũng như là ngày tháng năm ghi âm cái bản đó và cũng như là kèm theo cái số điện thoại của cái bản ghi âm. Vậy thì nó sẽ rất thuận tiện sau này các bạn xem lại thì chúng ta chỉ cần nhìn vào cái số điện thoại. Trong trường hợp là các bạn chưa lưu số điện thoại vào danh bạ, còn nếu trường hợp các bạn đã lưu số điện thoại vào danh bạ thì nó sẽ hiện tên đã lưu và cũng như là thời gian của bản ghi âm và như là ngày tháng năm thực hiện cái bản ghi âm đó. Các bạn có thể vào đây để xem lại. Và như vậy trên đây chính là tất cả những cái tính năng mà các bạn cần phải lưu ý khi chúng ta sử dụng kích hoạt cái tính năng ghi âm cuộc gọi trên những cái dòng máy điện thoại Oppo.